Ba điều mà người cao tuổi nên tránh sau khi mà quan hệ tình dục để đảm bảo sức khỏe, tránh cái nguy cơ bị đột quỵ. Sau khi mà quan hệ tình dục thì cái cơ thể nó trở nên rất là nhạy cảm. Vì thế thì các cặp đôi phải đặc biệt chú ý đến những cái hoạt động của cơ thể lúc này để tránh ảnh hưởng xấu đến cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt là đối với những người cao tuổi thì khi mà thể chất nó không còn được sung mãn, nó lại càng chúng ta cần phải quan tâm đến các vấn đề này. Thì hãy theo dõi hết cái video này, tôi sẽ chia sẻ những cái điều cấm kỵ sau khi mà chúng ta quan hệ ở những người cao tuổi, bắt buộc chúng ta phải kiêng sau khi mà chúng ta quan hệ xong. Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Đức Mạnh, chuyên gia trong lĩnh vực về nam khoa và hỗ trợ sinh sản. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều như vậy, điều cấm kỵ để chúng ta đảm bảo và duy trì được cái sức khỏe của mình. Cái đầu tiên đó là chúng ta không đi tiểu ngay sau khi mà chúng ta quan hệ. Đối với đàn ông thì cái đường tiết niệu nó khá là dài và nó khá là cong. Nếu như bạn bị tiểu ngay sau khi mà quan hệ thì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và các cái tác nhân nó xâm nhập vào bên trong. Và nếu cái thói quen này nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ gây tổn hại đến cái tiền liệt tuyến và gia tăng cái nguy cơ mà bị viêm tiền liệt tuyến. Và bên cạnh đó thì sau khi mà chúng ta quan hệ thì dương vật nó chứa rất nhiều cái máu, vì máu nó được lưu thông, được bơm đến vùng dương vật rất nhiều, nên là chúng ta không thể chấm dứt được cái trạng thái gì cương cứng ngay lập tức được. Và lúc này thì cái tuyến tiền liệt nó vẫn đang ở trạng thái co thắt để nó ngăn chặn cái ống nước tiểu xâm nhập vào bên trong. Và nếu như bạn đi tiểu ngay khi mà gì chúng ta quan hệ xong, ngay lúc này thì nó sẽ khiến cho nước tiểu nó quay ngược trở lại và dẫn đến cái hiện tượng là vi khuẩn nó xâm nhập và nó gây tình trạng viêm nhiễm. Và cái thời gian lý tưởng nhất để chúng ta có thể đi tiểu ngay sau khi mà chúng ta xuất tinh ít nhất là khoảng tầm gì, tầm 15 cho đến 20 phút, hoặc sau cái trạng thái cương cứng nó đã biến mất hoàn toàn rồi. Đây là cái trạng thái phù hợp nhất khi cương cứng đã biến mất hoàn toàn. Thứ hai mà tôi muốn chia sẻ là sau khi mà chúng ta quan hệ thì chúng ta không nên đi ngủ ngay. Bởi vì quan hệ tình dục là vận động gì? Vận động tiêu tốn rất nhiều calo, rất nhiều năng lượng, một cái lượng calo rất lớn. Vì thế sau khi mà chúng ta quan hệ thì các cặp đôi chúng ta cảm thấy khá là mệt mỏi và thường chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng ngay sau đó thôi. Ngay sau đó chúng ta sẽ rất dễ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên thì đây là một cái thói quen hoàn toàn không tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Khi mà chúng ta quan hệ tình dục thì các cái dây thần kinh giao cảm nó sẽ hoạt động rất là mạnh. Và chúng đang trong một cái trạng thái gì vô cùng căng thẳng, mức căng thẳng được đẩy lên rất là cao. Và đồng thời thì các cái cơ quan khác ở trong cơ thể của chúng ta gì, nó sẽ tham gia trực tiếp cái quá trình này. Và các cái hoạt động mạnh mẽ như yếu tố về mặt tim mạch này, về mặt mạch máu, về tuần hoàn nó được vận động rất là nhiều. Và cái việc mà chúng ta chuyển đổi tư thế cái động, một cái tư thế rất là động sang một cái tư thế tĩnh một cách đột ngột như vậy thì nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta sẽ không kịp thích nghi và nó tạo ra gì? Một cái cảm giác mệt mỏi sau khi mà chúng ta ngủ dậy. Và cái trạng thái này nó sẽ kéo dài liên tục cho đến ngày hôm sau. Và do đó thì cái tốt nhất, cái lời khuyên cho tất cả mọi người là gì? Chúng ta tốt nhất hãy dành cái thời gian để nghỉ ngơi khoảng tầm 10 phút. Rồi sau đó thì chúng ta hãy chìm sâu vào trong giấc ngủ, sẽ đảm bảo được cái chất lượng giấc ngủ. Và ngày hôm sau ngủ dậy sẽ rất là khỏe. Và cái thứ ba mà chúng ta nên tránh đó là chúng ta không nên tắm ngay sau khi mà chúng ta quan hệ. Rất nhiều người thường có thói quen là gì? Tắm rửa nhằm làm sạch cơ thể sau cái hoạt động tình dục. Tuy nhiên, nhấn mạnh nhá, tuy nhiên đây là một cái thói quen tác động rất tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Bởi vì sau khi mà chúng ta hoạt động tình dục xong thì các cái tuyến mồ hôi ở trên da nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Và lúc này thì các cái lỗ chân lông này, các cái lỗ chân lông nó sẽ giãn nở ra để nó đào thải mồ hôi ra bên ngoài, giúp cho làm mát cho cái cơ thể chúng ta. Và chính vì vậy, vào cái thời điểm này thì nếu mà gì anh em nam giới tuyệt đối là không đi tắm. Tuyệt đối nhá, tuyệt đối là không đi tắm. Cái việc mà chúng ta tắm rửa ngay sau khi mà chúng ta quan hệ nó sẽ không thể làm sạch cơ thể, mà nó còn cho chúng khiến cho chúng ta dễ bị cảm lạnh, dễ bị sốc, mất nhiệt, mất cân bằng nhiệt độ, thậm chí là dẫn đến phong hàn hoặc là gì, hoặc là đột tử. Chắc hẳn chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người gì bị mồ hôi nhiều, sau đó tắm xong thì bị các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Và nếu mà muốn tắm rửa thì bạn nên nằm nghỉ ngơi ít nhất khoảng tầm 30 phút, làm cho cái gì, cái dịu bớt cái nhiệt độ cơ thể ở bên trong đi. Đồng thời chúng ta chỉ nên tắm nhẹ thôi bằng nước ấm, hãy nhớ là tắm nhẹ bằng nước ấm hoặc là lau người bằng khăn ướt thôi các bạn nhé, khăn ướt, khăn ấm là được rồi. Và chúng ta không nên chiến đấu ngay, không nên chiến đấu thêm hai hiệp hay là hiệp 2 hay hiệp 3, mà sau khi quan hệ thì cơ thể nó đã tiết ra một cái loại hormone đặc biệt giúp cho chúng ta giải tỏa căng thẳng, khiến cho bạn cảm thấy lạc quan hơn, vui vẻ hơn và yêu đời hơn. Đồng thời thì cơ thể nó đã mất đi một cái lượng calo rất lớn rồi,
do nó phải kích thích, phải vận động rất nhiều các cái cơ quan khác ở bên trong cơ thể. Và không chỉ là cái cơ quan tình dục mà chúng ta thấy khiến hơn đầu, mà chỉ cái phần hô hấp này thở nhanh hơn, tim mạch, tim đập nhiều hơn, phần tiêu hóa, phần cơ bắp và rất nhiều các cái cơ quan khác được huy động, hoạt động trong lúc chúng ta sinh hoạt tình dục. Và chính vì thế thì cái lúc này cơ thể đang cảm thấy rất mệt mỏi. Và nếu bạn tiếp tục vận động mạnh hay là chúng ta quan hệ thêm sẽ khiến cho các cơ quan này hoạt động quá sức và dễ bị tổn thương. Cái tốt nhất là lúc này chúng ta nên nằm thả lỏng cơ thể, thư giãn để cho cơ bắp của chúng ta, để cho hệ thống mạch máu, tim mạch của chúng ta được trở lại trạng thái bình thường. Và cái việc mà chúng ta vận động mạnh sau khi mà chúng ta quan hệ như vậy nó khiến cho cái phần cơ bắp của chúng ta này nó rơi vào cái trạng thái gì cương cứng, cơ nó sẽ bị cứng, thậm chí là dẫn đến cái tình trạng là chuột rút rất nhiều như vậy. Và trên đây là những cái điều mà gì những người lớn, những người cao tuổi chúng ta cần phải kiêng kỵ sau khi mà chúng ta quan hệ, các cặp đôi chúng ta cần phải lưu ý và tuân thủ theo gì để chúng ta tránh những cái ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng không tốt đến mặt sức khỏe chúng ta. Và bên cạnh đó thì trước khi mà chúng ta quan hệ tình dục thì bạn cũng cần phải chú ý là chúng ta cần phải vệ sinh cái vùng kín ấy, vệ sinh một cách sạch sẽ và áp dụng các biện pháp tình dục an toàn để chúng ta bảo vệ cho sức khỏe chúng ta. Đấy là điều hết sức cần thiết. Và nếu như các bạn có bất cứ một cái thắc mắc gì hoặc cần tư vấn về vấn đề sức khỏe, các bệnh lý nam khoa, các vấn đề sinh lý nam, sinh lý nữ hay các cái vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng sinh hoạt tình dục thì các bạn hãy để lại cái bình luận bên dưới hoặc là gì, để lại cái liên hệ trực tiếp với cái số Zalo, cái điện thoại đang hiện trên màn hình. Thì bác sĩ Mạnh cùng với đội ngũ cộng sự, y bác sĩ của phòng khám sẽ tư vấn thật kỹ cái tình trạng cụ thể, cái mức độ chúng ta đang gặp phải để có thể gì tư vấn một cái giải pháp phù hợp nhất. Và sau đó thì sẽ đồng hành cùng với tất cả các bạn trong suốt một cái hành trình chúng ta điều trị, sẽ đồng hành một một cùng với y bác sĩ của phòng khám và sẽ điều chỉnh cho các bạn.